chào anh em và bà con Rất vui được gặp lại anh em và bà con trong chương trình chia sẻ kinh nghiệm và kỹ thuật nuôi dê Trên kênh Tuấn Ký Sự Nhà Nông 2 Vẫn như thường lệ mình xin chúc anh em và bà con chăn nuôi hiệu quả Thời gian qua nắng nóng kéo dài và rất là đỉnh điểm Chắc là anh em và bà con cũng chăm sóc tốt đàn dê của mình Và chống nóng tốt cho nó đây là một việc làm cũng rất cần thiết như thường lệ mình tiếp tục trao đổi về kinh nghiệm và kỹ thuật nuôi dê thông qua việc trả lời các bình luận của anh em và bà con ở dưới các video mời anh em và bà con cùng theo dõi để thực hiện tốt việc chăn nuôi của mình nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao anh em và bà con hãy đăng ký kênh và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất và hãy để lại bình luận để cùng trao đổi về kinh nghiệm và kỹ thuật nuôi dê mời anh em và bà con cùng theo dõi nội dung thứ nhất trong video hôm nay một bạn có ý kiến là hỏi là dê con kêu la một chút rồi uh, chảy nước mang 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 miếng và chết thì là bị làm sao thế thì uh, theo mình là như này cái trường hợp này thì nhiều khả năng là ta nghĩ đến tụ huyết trùng cấp bởi vì bệnh tụ huyết trùng cấp là một bệnh nó rất nguy hiểm và có thể ta phát hiện ra mà vẫn không cứu kịp đấy là cái biểu hiện của nó là có những con nó chỉ kêu lên vài tiếng nó nhảy trồm ngược lên nó sùi bọt mép ra và nó chết đấy, cái này thì nó chảy nước miếng thì cũng dạng tương tự cho nên là cái trường hợp này là mình nghĩ đến cái tụ huyết trùng cấp là đầu tiên Tuy nhiên ở trên đối với con dê con ấy thì là còn một trường hợp nữa đấy là viêm ruột hại tử đấy, Một trường hợp nữa là viêm ruột hại tử Nhưng mà thông thường viêm ruột hại tử nó cũng tỷ lệ hao hụt nó cũng rất cao Nhưng mà chúng ta thấy là nó thường có cái biểu hiện như là cũng có thể là chảy nước miếng Nhưng mà chủ yếu là nó tiêu chảy là nhiều Nó tiêu chảy cho nên là tiêu chảy dữ dội đấy, sau đấy rồi có thể là sẽ bị uh, hy sinh trong thời gian rất là ngắn. Cho nên là anh em có thể là hạn chế các cái bệnh này bằng cách là tiêm vaccine, vaccine tụ huyết trùng và cái uh, vaccine viêm ruột tử đều có thì ta có thể tiêm. Còn nếu anh em không tiêm được vaccine ấy thì uh, ta nên phòng bệnh cho nó bằng cách là cái môi trường sạch sẽ an toàn và cho ăn uống đủ chất còn con dê con mà mới sinh ra đảm bảo đủ ấm đủ ấm nhiệt độ vừa đủ và đảm bảo là mẹ đủ sữa để bú Đấy, đồng thời ta tiêm sắt vào ngày thứ ba và đến ngày thứ năm trở lên đến ngày thứ 10 thì ta có thể phòng cầu trùng đấy là những việc ta cần làm là để giúp cho con dê nó khỏe mạnh và nó kháng lại được bệnh tật. Nội dung thứ hai, một bạn có hỏi là nên cho dê ăn thức ăn tinh sau khi ăn cỏ hay là trước khi ăn cỏ thì tốt hơn. Như vậy ở đây nếu mà anh em nuôi nhốt ấy, nuôi có điều kiện ấy thì chúng ta có thể sáng sớm dậy cho dê ăn khoảng một chút cỏ đi. Sau đấy rồi ta cho ăn thức ăn tinh và lại tiếp tục cho ăn cỏ. Đấy là cái biện pháp tốt nhất Giúp cho con dê nó vừa an toàn về cái mặt chướng hơi Nó vừa có thể tiêu hóa được Thứ hai là nếu như anh em mà cho ăn một ngày một cữ ấy Thì như mình thông thường là mình hay cho nó ăn vào cái lúc đã ăn cỏ rồi Lúc đã ăn cỏ rồi Thì nó đã có độn thức ăn ở dưới rồi Thì mình cho ăn thêm tinh bột Thứ nhất là nó sẽ đẩy cái ở uh, ờ, cái cái thức ăn tinh đấy ra nó nhai trước Nó nhai ở trên sau đó nhai trước Và lẫn với cỏ thì nó làm giảm cái uh, tỷ lệ mà bị chướng hơi do thức ăn Đấy là theo cái cái uh, kinh nghiệm mình vẫn làm lâu nay Còn những anh em chạy mà cho ăn cả cám công nghiệp đấy rồi cả cỏ băm rồi bã đậu bã bia các thứ ấy thì mình thấy là họ cho ăn theo cữ. Ví dụ như buổi sáng là 7 8 giờ sáng họ cho ăn chẳng hạn, chiều là khoảng 2 3 giờ họ cho ăn chẳng hạn. Thì đấy là tùy vào mỗi trại. Đấy. Còn nếu mà mình cho ăn được sen thì tốt, còn nếu không cho ăn sen thì thường là mình hay cho ăn sau. Đấy. Nội dung thứ ba là dê động dục đã phối 15 ngày thì có tiêm được vaccine không? Thì không tiêm được anh em nhé, không nên tiêm Bởi vì à, cái tỷ lệ mà bị hỏng do tiêm vaccine rất là cao Cho nên là tất cả các loại vaccine thì ta không tiêm vào thời điểm mà dê bầu Ta nên tiêm cho dê mẹ khi mà dê mẹ đã sinh con được khoảng từ 20 ngày đến à, một tháng hơn tháng cũng được tóm lại là ta tiêm trước khi mà dê mang bầu khoảng độ một tuần là được còn không không nên tiêm khi mà dê đã bầu để mà chi tiết về các loại vaccine và khi nào tiêm tiêm như thế nào thì anh em có thể vào trong kênh để xem có hai video mình đã làm rất rõ về cái vấn đề vaccine phòng bệnh cho dê thì anh em chịu khó vào để xem một nội dung nữa là tẩy run cho dê thì dùng thuốc nào? Thì bây giờ trên thị trường nó có rất nhiều loại thuốc có thể sử dụng được. Anh em có thể là dùng cái thuốc trị nội ngoại ký sinh trùng để ta tiêm tẩy ve ghẻ trí giận và một số loại run. Sau khi tiêm nội ngoại ký sinh trùng khoảng độ một tuần thì ta thực hiện tẩy sán lá gan san gan thì anh em cứ ra tại cái chỗ mà địa phương mình ấy, họ bán loại nào thì mình mua loại đấy. Bởi vì tẩy san gan thì nó vẫn tẩy được thêm một số loại giun nữa, cho nên ta làm cái liệu trình như vậy là nó rất hiệu quả. Thứ nhất, tiêm nội ngoại ký sinh trùng nó sẽ giảm được ve ghẻ trí giận và đã diệt được một số loại giun rồi còn lại tẩy sán lá gan thì nó tiêu diệt được nhiều loại sán trong đấy có loại sán đặc biệt cần tẩy là sán lá gan và đồng thời nó cũng tiêu diệt được một số loại giun cho nên là anh em thực hiện hai bước như vậy là đảm bảo là đầy đủ tuy nhiên là chúng ta phải phòng định kỳ ví dụ như dê mẹ thì sau khi sinh một thời gian khoảng độ hai chục ngày thì chúng ta cũng có thể tẩy giun còn đối với mà dê tơ, dê đang phát triển thì chúng ta định kỳ ít nhất là cũng phải 3 đến 4 tháng một lần. Nó tùy vào cái môi trường sinh sống. Nếu mà môi trường sinh sống mà có nhiều run thì chúng ta nên tẩy phòng thường xuyên hơn. Và cũng tùy loại thuốc chúng ta mua. Có loại thuốc thì họ sẽ tẩy phòng lại trong vòng 4 tháng. Nhưng có loại thuốc thì họ khuyến cáo trong 2 tháng thì ta lại sử dụng đúng theo hướng dẫn ở trên bao bì để cho nó hiệu quả. Còn cụ thể thì anh em cũng vào kênh có video tẩy run cho cả dê con, dê mẹ và cả lý thuyết và thực hành anh em vào để xem. Một bạn cũng có hỏi mình cũng không biết là hỏi đùa vui hay là hỏi thật như là trại mình thì có nhận tuyển công nhân nuôi dê không? Thì chia sẻ thật với anh em và bà con như này mình là không phải một trại dê đâu mà chỉ nuôi dê theo quy mô hộ gia đình thôi mà lại nuôi là nuôi tranh thủ nữa cơ chứ cũng không phải là 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 một trăm phần trăm là về chăn nuôi dê và làm nông nghiệp mình cũng đã có nói với anh em và bà con một vài lần ở trong một số video rồi mình là công chức nhà nước ngày thì đi làm thông thường là chỉ có tranh thủ những lúc mà được nghỉ để chăn nuôi dê cải thiện thêm thu nhập thôi chứ dê lại không phải là công việc chính của mình chỉ là mình đã nuôi lâu rồi cho nên là có một chút kinh nghiệm để làm một số cái video là chia sẻ lên để anh em và bà con cùng tham khảo và để nhận được cái sự đóng góp của anh em và bà con coi như cái kênh này là để kết nối cái kinh nghiệm và kỹ thuật của anh em và bà con trong cái nghề chăn nuôi dê để chúng ta cùng phát triển sản xuất tốt thôi còn mình thì thì không có phải chạy lớn cho nên là không có tuyển công nhân vậy là mình vừa chia sẻ đến anh em và bà con một số kinh nghiệm và kỹ thuật nuôi dê thì uh, kiến thức kinh nghiệm thì cũng có hạn cho nên mong uh, được sự đóng góp của anh em và bà con để ngày càng hoàn thiện hơn về cái uh, quy trình kỹ thuật và những cái kinh nghiệm hay trong việc chăn nuôi dê anh em và bà con hãy để lại bình luận đăng ký kênh và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất về kinh nghiệm và kỹ thuật nuôi dê chúc anh em và bà con chăn nuôi hiệu quả